Trong khi đó, thì tàu ngầm Nhật Bản vào Cam Ranh sau khi tập trận ở Biển Đông, tin từ Khánh Hòa. Một tàu ngầm của lực lượng tự vệ hàng hải Nhật Bản lần đầu tiên thăm Việt Nam. Mặc dù đây chỉ là một tàu ngầm huấn luyện, sự hiện diện của tàu này trong vùng Biển Đông đã làm cho Trung Cộng nổi giận. Bởi vì trước khi cập cảng vào cam ranh hôm thứ Hai, tàu ngầm Kuroshio đã tham gia một cuộc tập trận với các chiến hạm Nhật Bản khác. Tàu ngầm huấn luyện Kurosio dài 82m, cao 8.9m, rộng 10.3m, trang bị nhiều vũ khí hiện đại và do Đại tá Uta Yashitaru làm thuyền trưởng. Đại diện viện phía Cộng sản Việt Nam là ông Dương Nam Khánh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa, nói chuyến thăm 4 ngày của tàu ngầm Nhật Bản nhằm tăng cường quan hệ thân hữu giữa hai quân đội, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia thưa quý vị hôm ngày 13 tháng 9 tàu ngầm Caruso đã tham gia tập trận với các chiến hạm Nhật Bản khác bao gồm mẫu hạm trực thăng Kaga đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Nhật Bản tham gia tập trận ở khu vực này trong cuộc tập trận được tiến hành cách xa những đảo nhân tạo do Trung Cộng chiếm đóng tàu ngầm Caruso thực tập việc chiến việc tránh bị phát giác theo hãng thông tấn Reuters Bộ Ngoại giao Trung Cộng vào hôm thứ hai lên tiếng yêu cầu Nhật Bản không làm tổn hại hòa bình và ổn định ở Biển Đông Phát ngôn viên Cảnh sản nói rằng Bắc Kinh kêu gọi những nước bên ngoài nên tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực để giải quyết vấn đề Biển Đông thông qua đàm phán.